Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Market Crypto Group. Thì mình là Minh, đại diện của Market Crypto Group sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng TradingView. Thì đầu tiên đó là TradingView là gì? Thì các bạn có thể truy cập vào website là mcgcapital.io vào phần mục hướng dẫn và chọn phần dành cho người mới. Thì bên mình cũng đã có biên soạn ra bài viết dành cho những bạn nào muốn đọc về nó. Thì mình xin giới thiệu sơ qua trước, TradingView nó là một cái nền tảng cung cấp cho các trader phương tiện để các bạn có thể phân tích các biểu đồ về lịch sử cũng như là dự đoán cho tương lai trong các thị trường tiền điện tử, thị trường chứng khoán hoặc là các thị trường về forex, thị trường ngoại hối. Thì TradingView được thành lập trong khoảng năm 2011, tính đến nay là ngày 6 tháng 5 2020. Thì TradingView đã tự thống kê là đã có hơn là gần 7 triệu 500 nhà đầu tư sử dụng cái nền tảng này với hơn là 4 triệu 300 cái ý tưởng sản xuất. Thì các bạn nào có muốn quan tâm rõ hơn thì có thể truy cập vào bài viết này để đọc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản. Ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập vào trang web đó là tradingview.com. Đây, mình cũng sẽ để link dưới mô tả cho các bạn có thể xem. Sau đó thì các bạn có thể chọn một zone for free. Thì ở đây cho phép các bạn đăng ký tài khoản bằng Google, Facebook, Twitter, Yahoo, StockTwit và Linker. Thì ở đây đăng ký tài khoản nó rất là dễ thôi. Các bạn cứ đăng nhập vào cái user bạn muốn đặt tên cho. Rồi email, password, các bạn tích vào các ô chính sách của TradingView và sau đó thì các bạn bấm sign up. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ được qua một cái phần giao diện giống như vậy. Đây là giao diện đăng nhập vào. Thì TradingView nó có một điều đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ cho cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nó còn hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ khác nhưng ở đây thì mình sẽ giới thiệu là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì ở đây là phần tiếng Việt, các bạn có thể chọn đây và chọn vào một tiếng Việt. Thì TradingView nó sẽ có các loại tài khoản như sau. Các bạn bấm vào một này. Thì hiện tại ở đây tài khoản này đang là một cái tài khoản miễn phí. Đây là một cái tài khoản basic. Rồi việc các bạn có thể nâng cấp lên các tài khoản khác như Pro, Pro Plus hoặc là Premium. Thì có những ưu điểm như sau ở đây thì độ TradingView liệt kê ra. Thì đối với một trader hoặc là những cái người mới tham gia vào thị trường á, thì các bạn cứ nên sử dụng tài khoản basic trước đi. Tài khoản này cũng không có gì là kém so với các tài khoản premium đâu. Các bạn có thể được sử dụng những cái indicator, những cái chỉ báo gần như là có đầy đủ với số lượng là 3 chỉ báo trên một cái chart của các bạn. Thì nó rất phù hợp cho những người mới tham gia vào thị trường. Rồi. Ở phần mục ý tưởng này, thì ý tưởng này nó sẽ chia ra đó là ý tưởng của những các trader thế giới hoặc là những các trader ở Việt Nam phân tích về các loại tiền tệ, về chứng khoán, về các hợp đồng tương lai, về các thể loại tiền điện tử Bitcoin đồ này nọ, tất cả đều có hết. Thì ở đây các bạn có thể tham khảo những cái trader này để các bạn đọc cũng như là cho mình một cái hướng đi, một cái phân tích trong thị trường. Đây là một cái tiếp theo, đó là phần thị trường thì nó sẽ chia ra cho các bạn đó là ngoại hối, hợp đồng tương lai, cổ phiếu, chỉ số trái phiếu tiền điện tử, thị trường hợp đồng chênh lệch, dữ liệu kinh tế thế giới. Đây, nó sẽ có đủ cho tất cả các bạn luôn. Tiếp theo đó là phần script. Phần script này đó là một cái đoạn mã được những cái trader chuyên nghiệp thì họ có thể viết được những cái indicator riêng của bản thân mình, và nếu bạn là một người giỏi trong việc viết code hoặc là một công việc viết lập trình và bạn có một chút khả năng về tính toán cũng như là xác suất thì các bạn có thể tự viết cho mình những cái chỉ báo riêng và bạn có thể chạy được thoải mái trên TradingView này, thì nó sẽ là một trong những cái tính năng rất là hay đối với những người thích tự tạo cho mình những sự đột phá cũng như là tạo cho mình những cái sắc thái riêng trong thị trường. Phần này đó là phần bộ lọc.
Bộ lọc ở đây thì nó sẽ có bộ lọc về cổ phiếu Forex và bộ lọc về tiền điện tử. Đây. Nó sẽ cho bạn những cái mã. Ví dụ như đây là bộ lọc về cổ phiếu thì nó sẽ cho bạn những cái mã cổ phiếu của Việt Nam tại Việt Nam Index. Bạn có thể đổi các quốc gia về Mỹ, Nasdaq, về các sàn chứng khoán của Mỹ, các sàn chứng khoán của Anh Quốc, hầu như là tất cả mọi sàn chứng khoán lớn đều xuất hiện ở trên TradingView. Và đây là cái phần nhà môi giới, những cái broker mà được TradingView ủy thác, rất là có độ uy tín cao. Phần thêm nữa là những cái mục lục của TradingView, ví dụ như tính năng trả phí, giới thiệu referral bạn bè, rồi những cái quy tắc chung. Thì các bạn muốn xem như cái chart thì bây giờ mình sẽ vào cái mục biểu đồ. Ở đây mình đã tạo sẵn một cái biểu đồ thì mình sẽ chuyển lại tiếng Anh cho nó dễ nhìn hay. Thì khi các bạn bấm vào mục biểu đồ hoặc là chart thì nó sẽ ra cho các bạn một cái loại biểu đồ giống như vậy. Phần này đây là cái phần time. Ở đây thì cho phép các bạn truy cập vào các khung thời gian là từ 1 phút cho tới 1 tháng. Còn những cái khung thời gian ngắn giây này thì các bạn cần phải trả phí để các bạn có thể xem. Đây, cái phần đó thì các bạn cần phải trả phí. Còn đây là những cái khung thời gian mà các bạn, những tài khoản miễn phí được xem, đó là khung phút, từ 1 phút cho tới 1 tháng. Các bạn có thể xem thoải mái. Phần tiếp theo đó là phần về cái chart của bạn. Các bạn có thể lựa hình dạng chart của bạn là gì, về đó là hình dạng về bar candle hoặc là Heikin Ashi hoặc là cái dạng nhạc như là light area. Thì rất là nhiều cái cách biểu diễn cũng như là tùy hướng đi của mỗi người. Đây có kể cả point finger. Đây là một loại chart mà hiếm người sử dụng. Biểu diễn chart dưới dạng X và O. Ở đây mình sẽ dùng candle cho nó dễ nhìn ha, cũng như là được đa số người sử dụng. Phần compare này là một cái phần rất là hay, đó là bạn có thể compare giữa các loại mã mà các bạn có thể muốn xem là nó có sự tương đồng gì hay không. Ví dụ như ở đây mình có thể là một cái về cái mã chứng khoán của Mỹ, hoặc là tùy các bạn thôi. Thì về đầu đây mình có thể add vô một cái đường like, về sau đó mình chuyển cái biểu đồ này sang đường like thì mình có thể xem dữ liệu của Bitcoin và XPS 500 đó. Thì đây nó có để mình có thể compare được với nhau, so sánh được với nhau về sự tương đồng của hai thằng này hay không. Thì mình không muốn nữa thì mình có thể bấm remove để tắt, mình quay lại cái candle như cũ. Còn phần này đó là phần về indicator có sẵn. Ở đây là phần favorites thì nó sẽ cho phép bạn lưu những cái indicator mà bạn thích, bạn đánh dấu sao thì nó sẽ lưu lại. Còn đây là phần build. Đấy. Thì sẽ những cái grip mà những người khác build lên. Phần public library này thì sẽ là có những cái nhà tác giả họ đã viết ra những cái indicator, và kèm theo đó là số lượng like là tương ứng với số lượng người thích, cũng như là số lượng những người mà đánh giá cao về các indicator này sẽ trợ giúp được gì cho họ. Thì số lượng thích càng nhiều thì sẽ có được nhiều người sử dụng, cũng như là mức độ ưa chuộng nhiều hơn. Thì ở đây tùy trường phái phân tích kỹ thuật của mỗi người thì có thể copy hoặc là có thể xem qua những cái indicator này của các tác giả nổi tiếng này, những cái tác giả được đưa lên top. Cái phần my rip này đó là cái phần mà chính bản thân mình viết ra, thì mình đặt tên cái đoạn indicator của mình xong thì nó sẽ xuất hiện trong đây. Mình tự viết ra một cái indicator nào đó thì nó có sẽ tạo lại trong đây, ví dụ như cái indicator về super band dùng để xem ví dụ như là sale ở đâu, buy ở đâu chẳng hạn, ví dụ giống như vậy thì nó sẽ lưu tên và mình chỉ cần bấm vào thì nó sẽ tự động xuất hiện ra. Đây là phần volume profile. Nó cũng tương tự các trading như các indicator khác thôi. Đây, các bạn hãy bấm xỏ xuống. Nó sẽ xuất hiện như cái mục favorite. Phần này đó là phần cho stop, phần cho các
điểm những cái chỉ số kinh tế. Đây là những cái indicator template có sẵn, thì các bạn có thể chọn. Thì TradingView nó có hỗ trợ cho bạn những cái template mà bạn có thể cài đặt mặc định. Ví dụ như ở đây mình có thể cài đặt một cái template mặc định gồm chỉ số RSI, MA và đường MA và cái chỉ số về MACD. Đây. Đó, thì các bạn có thể cài những template mặc định ở đây. Ví dụ như đây. Những template thường được hỗ trợ bởi TradingView thì là hoàn toàn miễn phí. Đó. Thì có được và 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 template mặc định được TradingView hỗ trợ. Cái phần này là cái phần tạo cái thông báo khi một mức giá, ví dụ như Bitcoin, mình muốn đặt Bitcoin ở đạt mức 10.000, thông báo cho mình về cái app trên điện thoại thì nó sẽ gửi thông báo về app trên điện thoại luôn, hoặc là gửi qua thẳng trực tiếp trên máy tính của bạn. Thì TradingView nó cũng hỗ trợ trên iOS lẫn cả CH Play, các bạn cứ lên Apple Store hoặc là CH Play gõ TradingView thì nó sẽ tự động ra thôi. Này tương thích. Còn cái này dùng để replay lại các dữ liệu quá khứ các bạn, ví dụ như các bạn có thể phân tích cho mình xem hướng đi của mình đúng hay sai trong tương lai chưa. Ví dụ như hôm nay là ngày 6 tháng 5 thì bây giờ mình muốn xem là cái phân tích của mình là ngày 12 tháng 5, 12 tháng 4 nó có chuẩn xác hay không, thì mình có thể sử dụng cái này để mình phân tích xong mình sẽ cho nó quay lại cũ tại ngày 12 tháng 4, sau đó cho nó chạy thì để xem cái phân tích của mình đúng hay là sai. Cái phần này đó là phần các bạn đồng bộ lên. Một khi các bạn vẽ phân tích các dự báo xong, các bạn muốn đồng bộ lên tất cả các loại thiết bị thì các bạn có thể sử dụng ở đây. Nó sẽ dùng đồng bộ. Ở đây là những cái mục cài đặt setting. Rồi, setting về cái phần chat của các bạn, màu sắc. Phần này mình sẽ nói tiếp theo ha. Phần ở đây là phần để các bạn có thể phóng to. Đó, các bạn có thể thu nhỏ bạn nút Escape. Phần này là các bạn có thể chụp hình. TradingView thì hỗ trợ rất tốt cho người dùng. Mình thì lại thích sử dụng TradingView nhiều hơn tại vì hỗ trợ giao diện trực quan. Các bạn có thể copy cái đường link này để post lên Facebook hoặc là post lên đâu cũng được. Rồi kể cả cái Twitter, và các bạn có thể share cái bức ảnh này về trong máy tính của mình luôn. Tiếp theo đó là cái phần chỉnh sửa. Các bạn có thể nhấp vào chuột phải. Tại đây thì nó sẽ có những cái thuộc tính cơ bản, ví dụ như là hồi nãy là add một cái thông báo, một cái phép trade các bạn. Một khi các bạn có thể kết nối tài khoản của các bạn với TradingView thì các bạn có thể buy sell hoặc là tạo những cái lệnh order trực tiếp trên TradingView luôn. Tại vì nếu sàn các bạn có connect API với này thì các bạn có thể thoải mái nha. Các bạn có thể add một cái mã này vào cái phần watchlist. Đây. Các bạn bấm vào phần này. Khung bên này sẽ chứa các symbol, những cái mã mà về các cặp tiền hoặc là cái những cái mã mà bạn muốn quan tâm. Ví dụ như đây là BTC, một thăng đó là một cái mã hợp đồng CME Future của Bitcoin, thì mã này nó sẽ có đóng nến vào thứ sáu hàng tuần, và đầu sáng thứ bảy thì nó sẽ bắt đầu đóng một cái nến và không hiện nữa. Ở đây thì mình có thể add được kể cả mã chứng khoán Việt Nam, ví dụ như là mã chứng khoán của FPT. Đây. Mình sẽ tắt đi cái template này ha cho nó nhanh. Đây, XPS, kể cả index, đô la index, hoặc là có thể là xem cả thị trường chứng khoán Việt Nam VN Index, hoặc là một cái chỉ số đó là VIX. Đó là chỉ số này, đó là chỉ số về mức độ sợ hãi. Rồi kể cả QT trên USD, đó là một cái mã về dầu, một cái mã về dầu thô, và kể cả vàng ở đây. Sau lên cho thị trường Forex, đây
Đó. Ở đây nó sẽ hiện cho các bạn cái phần detail về cái loại mã này cũng như các thông tin tin tức về cái loại mã này. Cái phần này là phần thông báo, thì nếu bạn add thì nó sẽ được vô đây. Rồi tiếp theo phần data window thì nó sẽ cho bạn xem dữ liệu của cái mã này đang là buy sale, đang mức giá như thế nào rõ ràng. Phần này là những cái phần hot mà được người ta quan tâm. Phần này là phần lịch. Ở đây các bạn sẽ xem được lịch kinh tế. Đặc biệt đối với những bạn mà trade forex thì các bạn sẽ quan tâm tới lịch kinh tế. Hôm đó có những cái lịch gì biến động như thế nào, hoặc là ông Trump, Donald Trump chuẩn bị lên đa tái đắc cử, hoặc là ông Trump có những cái chiến tranh thương mại đó các bạn muốn quan tâm, thì các bạn có thể lên đây để các bạn xem những cái phần lịch kinh tế đây. Còn phần đây là cái phần ý tưởng của bạn, bạn có thể xuất ý tưởng của mình public lên thì các bạn có thể xem chính ý tưởng của mình đây. Còn đây là phần public chat. Public chat này ở đây là có thể các bạn tương tác với nhiều trader phân tích trên nền tảng TradingView với nhau về bất kỳ một loại mã nào, về chứng khoán, Bitcoin, Forex, vân vân. Đây là private chat thì chat riêng với mọi người thôi. Đây là phần idea. Idea thì thay vì ở ngoài các bạn xem thì ở đây nó cũng hỗ trợ cho các bạn xem trực tiếp trên đây luôn. Rồi. Còn đây là phần thông báo thôi. Đây là cái mục order của các bạn. Đây, các bạn hãy connect broker của mình lại. Connect cái sàn giao dịch của mình. Đây là Dom thì sẽ cho các bạn xem được các mức giá nhảy của thị trường. À, domain này. Không, thị trường chung cho domination. Phần trăm chiếm giữ. Tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là đây là một cái phần, đó là các bạn hơi điền. Ở đây nó sẽ cho hiện tất cả. Các bạn có thể tìm kiếm stock Apple, Tesla, Boeing, Amazon, các mã stock của Mỹ hoặc là mã stock của nào đó. Các bạn có thể bấm vào cái phần on exchange, các bạn có thể filter theo. Đó là các bạn chỉ muốn tìm mã chứng khoán của Việt Nam hoặc là mã chứng khoán của Mỹ không thôi, hoặc là các mã chứng khoán của Trung Quốc không thôi, thì các bạn cứ lựa tên sàn sàn giao dịch tại cái quốc gia đó. Rồi các bạn có thể filter theo, ví dụ như Forex thì có FXCM hoặc là Onanda. Đây. Hoặc là các bạn xem các mã đây, các sàn sàn coin tiền điện tử thì có thể đó là Huobi, đây, Bitmax, Bitstamp, Coinbase, Binance, OKX. Đây, tất cả hầu như những sàn lớn đều có thông tin trên TradingView. Tiếp theo đó là feature, đó là những cái feature thì nó sẽ ra, đó là những cái hợp đồng tương lai và forex, cái chỉ số forex, CFD hợp đồng chênh lệch, cryptocurrency tiền điện tử, index các loại chỉ số. Này, các bạn ví dụ như là BTC.D, đó là Bitcoin Domination, thì đó là chỉ số về cái phần trăm mà Bitcoin chiếm giữ trong toàn bộ thị trường market cap. Các bạn có thể xem tại đây phần economic. Đấy. Các bạn có thể xem là phân Fed Fund Rate, có nghĩa là cái lãi suất của Fed hiện tại đang là bao nhiêu. Các bạn có thể xem trực tiếp ở trên này cũng như là nhiều các chỉ số khác mà các bạn có thể quan tâm. Đó. Thì ở đây mình sẽ xem dựa trên watchlist của mình nha. Đây thì mình sẽ xem BTC trên USDT của sàn Binance. Thì giá Bitcoin hiện tại đang là 9.073.
9.001, Bitcoin nó đang có cái chạc, đang có xu hướng tăng. Đây. Đây. Tiếp theo đó là những cái vẽ. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh. Ở đây là plot. Các bạn có thể xem ở đây. À, đó. Cái hình dấu cộng. Hoặc là dot. Dấu chấm. Đây. Quay lại phần plot nha. Cho nó dễ dùng. Đây đó là đường line. Đường line này thì các bạn dùng để kẻ trên line. Bấm vô. Các bạn chọn một điểm. Các bạn kéo lên điểm thứ hai. Nó cho phép các bạn đổi màu. Màu nào tùy bạn thích thôi. Ví dụ đây, màu đỏ. Cái mức độ dày của cái đường này ra sao? Đó. Đây độ dày mỏng hơn. Đây là độ đường đó nó liền hay là nét đứt. Cái đường này nó sẽ có đồng với tên như thế nào? Ví dụ như ở đây, mũi tên đây. Đi từ điểm đầu cho tới điểm cuối thì mũi tên ở đây. Đó, các bạn hãy bấm lại. Bấm lại nó sẽ hiện ra, quay lại tiếp. Thì ở đây, hai chấm. Hai đầu. Rồi, các bạn quay lại như cũ. Đây, đây là cái đầu tiếp theo, đó là đầu ở điểm thứ hai. Rồi, các bạn có thể cài đặt luôn. Cài đặt thuộc tính trực tiếp ở trong này hoặc là những cái thuộc tính khác, ví dụ như show luôn, ví dụ như show right brand, hay là nó sẽ hiện cho mức giá cho các bạn đang vẽ đang là ở mức giá nào đó. Ví dụ như mình đang vẽ thì điểm cuối đang ở mức giá 8.001 hoặc là sau đó thì nó sẽ show ra cho các bạn xem hết. Các bạn có thể viết một đoạn test. Đây, nó sẽ xuất hiện lên. Rồi. Cái phần này nó sẽ giúp cho các bạn đó là mang nó lên ở đâu, ở phía trước hoặc là ở phía sau cái chạc hoặc là mang ở kế bên hông forward qua. Thì sau khi các bạn vẽ xong thì các bạn có thể khóa nó lại, tức là không thể nào xóa. Khóa nó lại coi như là nó là mặc định. Các bạn có thể bấm hai để ẩn nó đi. Đây là remove thì các bạn có thể xóa nó nếu các bạn vẽ sai. Thì trong này các bạn bấm nút mũi tên thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều đường. Đây mình thường sử dụng đó là đường chain line là một và đường row là hai. Cái đường này nó đây. Đó, giúp các bạn vẽ lên các bạn có thẳng mũi tên luôn thì các bạn có thể biết được xu hướng ngang là à đây là một cái xu hướng tăng của thị trường chẳng hạn. Hoặc là các bạn dự đoán xu hướng giảm thì các bạn có thể sử dụng đường arrow. Nó sẽ có rất nhiều đường cho các bạn thì các bạn cứ việc thoải mái mà sử dụng từng đường để tham khảo nha. Tiếp theo đó là đây những cái Fibonacci đây hoặc là những cái Fibonacci dễ đặc biệt hơn. Nó sẽ có những rất là nhiều đường hỗ trợ cho các bạn Fibonacci tròn rồi Fibonacci tam giác đồ này nó có đầy đủ. Nó Fibonacci bình thường cũng có luôn. Fibonacci bình thường thì ví dụ như kẻ đến đây, mình kéo từ đây tới đây chẳng hạn. Đó. Đây nó sẽ cho các bạn các mức Fibonacci luôn. Rồi các bạn hãy cài đặt. Các bạn có thể chỉnh cái thông số của cái Fibonacci này đều được, mở hay tắt nó đều được cả. Hay mình muốn mở thêm hay muốn tắt nó thì làm mọi thứ đều có thể được luôn. Những cái đường giống như vậy mình có thể chỉnh lại được hết. Đây là một trong những cái ưu điểm của TradingView. Tiếp theo đó là vẽ. Ở đây các bạn có thể vẽ các vùng hình vuông, hình eclipse, hình tam giác, những hình vòng cung hoặc là những cái vẽ những cái bình thường cũng được luôn. Đây, ví dụ như mình vẽ một cái hình chữ nhật, các bạn chỉ cần chấm một điểm kéo thả ra thôi, chấm một điểm sau đó các bạn để lại cái vị trí thứ hai thì nó sẽ ra cái hình của các bạn nhấp lại là xong. Đây các bạn có thể thay đổi được cái độ trong mờ. Đây, độ đặc nè. Ở đây là trong suốt luôn nè. Kéo lên 100% thì nó sẽ che lại lấp hết. Đó.
Đó, các bạn vừa có thể để trong trong mờ mờ để dễ thấy cũng được. Ở đây rồi các bạn có thể xóa. Phần này thì phần test thì các bạn có thể chèn những cái đoạn test, những cái đoạn mã chấm gì đó vào các phần các bạn muốn đánh dấu để cho các bạn ghi nhớ. Ví dụ như đây, chấm ở đây thì nó sẽ hiện ra một mức giá hiện tại đang là giá bao nhiêu của thị trường. Đây là Right Label. Các bạn có thể add những cái nút mũi tên vào đây, ví dụ ở đây tại đây là bắt đầu sale đây, ví dụ như các bạn nhớ, hoặc là tại đây là vị trí buy cho các bạn xem là mình nhập để xóa đây mũi tên đó thì mũi tên lên đó. Đó, các bạn có thể chấm sau đó ghi một đoạn test từ vô thoải mái luôn, vô tư đó, chú thích này nọ vô tư không có. Đây có thể chỉnh màu chữ, phần background, độ trong độ đục, đường viền rồi kích thước size, sau đó các bạn có thể xóa nó không thích nữa. Phần tiếp theo đó là những cái sóng Elliot. Các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn có thể vẽ những cái sóng Elliot luôn. Thì Trading View nó hỗ trợ gần như là các loại mẫu hình và cách vẽ sóng. Đó, những cái mẫu hình ở đây là bạn có thể thấy qua những cái mẫu hình cơ bản, rồi kể cả những con sóng Elliot mà các bạn được học phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể lên đây sử dụng thoải mái vô tư. Mình sẽ xóa hết đi ha. Ở đây là các bạn có thể xem được cái vị trí long short position đó, những cái scale, những cái right rank đó, những cái pattern đó. Đây ví dụ như mình một cái long position đi, thì đây đây là một cái entry các bạn hãy đo được luôn. Ví dụ như đây cái sẽ hiện cho các bạn xem được risk of reward là bao nhiêu. Rate of reward ở đây đang là 4.33, một mất lỗ 1 đồng. Thì nếu các bạn đánh tỷ lệ này sẽ có, ví dụ như các bạn đánh 1 đồng thì các bạn được 4.33 nếu chiến thắng, kiểu như vậy. Nó sẽ hiện cho các bạn xem cái tỷ lệ rate trên reward của các bạn ở đây luôn, xem cho các bạn mức giá cũng như là cái target. Các bạn có thể chỉnh luôn nha, nhấp vô đây, nhấp vô cái dấu này rồi các bạn có thể chỉnh được cái profit level hoặc là cái stop loss đó. Rồi ở money style chỉnh màu thôi, visibility thì các bạn hãy chỉnh dây theo khung giờ nào gì đó, khung time nào, tỷ lệ rate là bao nhiêu, entry là bao nhiêu đó, price tại bao nhiêu, giá tại bao nhiêu nè. Đó, tất cả có đầy đủ hết. Các bạn để chuột bên này, các bạn thu nhỏ lại. Đây ví dụ như cái entry stop loss của mình là vùng 2.000 và cái target của mình nếu mua vùng vùng 3.000, vùng 3.700. Target mua mình vùng 3.700. Mình take profit ở 9.300. X3, gần X3. Còn đây là chạm stop loss của mình là 2.500, ví dụ như vậy. Lại xóa, bạn ở đó mà trực tiếp đây nè. Đó. Phần này là chèn các loại icon vô. Cái này là thước đo, các bạn có thể dùng để đo một cái thanh này nó đen là bao nhiêu. Đó. Đây là hiện phần trăm. Giá trị một cây này từ 7.900 cho tới 4.300 thì nó mất bao nhiêu giá trị và tương ứng với bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như bạn kẻ một cây thước giống như vậy, kẻ lên đây thì nó sẽ cho các bạn biết là từ đây, từ vị trí này nè cho tới vị trí này thì nó sẽ là bao nhiêu thanh và nó phải mất bao nhiêu ngày. Nếu ở đây là một cái thanh, đây là khung giờ, khung ngày D1 thì đây là nó sẽ mất 44 ngày, tương ứng với 44 thanh, tại vì từng thanh là một ngày.
Còn nếu mà các bạn mà đổi sang ở các khung khác á, ví dụ như khung H1 lúc mà thu nhỏ, các bạn cứ nhấp đứt chuột vào đây, nó sẽ tự scale up ra cho các bạn nha. Đó, các bạn có thể kéo lên đây thì nó sẽ tương ứng đó là 53 thanh, tương ứng với lại là 2 ngày 5 giờ. Đó, từng khung thời gian nó sẽ có cái sự thay đổi khác nhau. Đây là phần phóng to thu nhỏ. Cái phần này là phần hít lại giữa các vẽ của các bạn. Nếu các bạn vẽ mà cảm thấy chưa vẽ nhiều cái đường nét mà cảm thấy chưa thích hợp thì có thể dùng cái này để có thể nó hít lại với nhau nhìn cho nó đẹp mắt vậy thôi chứ không có gì hết. Phần này là các bạn vẽ thì nó giữ lại, khóa lại. Phần này là phần lock, khóa lại tất cả cái phân tích các vẽ trên biểu đồ của các bạn. Phần này là ẩn hiện ra các vẽ, ví dụ như vẽ đây. Đó. Rồi, ở đây hiện, tắt hiện. Còn nút này thì dùng để xóa. Ví dụ như các bạn, ví dụ như mình ở đây. Mình đánh dấu sao ở đây là cái mà mình thích nhất, mình thường dùng. Thì mình sẽ bấm ở đây. Hình ngôi sao này nó sẽ giúp cho mình hiện lên cái những cái thanh mà mình thường hay dùng. Đó. Thì nó sẽ giúp cho mình hiện các thanh mình thường hay dùng ở đây. Bấm ở đây thì nó sẽ tắt. Còn cái phím tắt mà ví dụ như chèn indicator thì các bạn có thể dùng cái phím đó là chấm hỏi sẹt ở dưới, chấm hỏi ở trên sẹt ở dưới, thì các bạn có thể chèn một cái indicator vào, ví dụ như là RSI chẳng hạn nha. Đây, đối với tiếng Việt thì nó sẽ dịch ra cho tiếng Việt, và các bạn bấm RSI thì nó cũng sẽ tự động hiểu thôi. Trên TeamViewer nó rất là hay đó, các bạn có thể cài đặt luôn. Ví dụ như các bạn muốn cái time là bao nhiêu thì các bạn có thể nhập vô thoải mái. Cái phần style này các bạn có thể chọn là đường upper band hoặc là đường lower band, band trên band dưới á, thì các bạn có thể chỉnh màu sắc tùy ý, đường nét liền hay nét đứt, nó là đường trên band trên thì tại cái vùng giá trị nào. Ví dụ như là ở đây thì ở đây đang là 30 70 chẳng hạn, đó thì các bạn ở thoải mái mà sẽ chỉnh sửa là nó nằm ở cái giá trị nào mà các bạn muốn đo lường. Phần background này ví dụ như mình tắt, mình không thích background có thể tắt. Các bạn có thể vào đây chỉnh sửa màu thoải mái. Tương tự giống như những hàng khác, độ dày đậm, phần trăm opacity, độ trong suốt. Nếu các bạn ví dụ như không thích đường line này hoặc lượng step line đây dạng như đây đó, chỉnh ra thì nó vẫn ra được giống như vậy thôi. Thì đối với một tài khoản cơ bản á, thì các bạn sẽ được dùng ba chỉ báo cho một cái biểu đồ chart của các bạn. Còn tài khoản cao hơn thì được sử dụng nhiều chỉ báo hơn thôi, nhưng theo mình thì tùy theo mỗi người, tùy trường phái phân tích. Nhiều khi nhìn chỉ báo nhiều quá thì nó cũng loạn. Sau khi các bạn dùng hết những tính năng này, các bạn muốn share cho một cái cộng đồng nào đó về xem phân tích của mình thì các bạn hãy bấm public ở đây. Đó. Rồi, nếu bạn nào không thích cái phần giao diện màu sắc của cây nến, dù đỏ xanh lá hoặc là nền đây nền tối, các bạn muốn trong sáng hơn thì các bạn có thể bấm nút ba gạch ở đây. Phần ở đây là phần Dark Color Dump, các bạn có thể bấm tắt, chuyển sang đây, nó sẽ ra cho các bạn một phần đó là giao diện sáng. Sau đó các bạn nhấp chuột phải vào phần Setting nè, ở đây các bạn cũng có thể chỉnh lại sáng tối tùy ý nè. Đây, thì khi các bạn chỉnh lại thì nó sẽ quay lại giao diện default của nó mặc định. Các bạn muốn cài đặt thì các bạn cứ bấm chuột phải vào một setting. Ở đây là có một simple, phần body, phần border, phần width. Đây, phần giá trị này nè. Cái phần last value line nó là một cái đường giá trị đang là tăng hay giảm. Ví dụ như mình tắt ở đây thì nó sẽ không còn cái đường đó nữa.
bật lên thì nó sẽ hiển thị cái đường đó. Ví dụ cây nến đang tăng thì nó sẽ là xanh màu này, cây nến giảm thì nó sẽ là màu đỏ. Ví dụ như mình không thích cái màu này, mình có thể chỉnh ở đây, chỉnh ở đây đó. Rồi phần border nè, khung nè, đó, bóng nè, đó, thì nó sẽ tự động cái hàng chỉ cái báo này, cái đường này, màu sắc đường này nó sẽ tự động chỉnh theo cái phần đường của các bạn. Ở đây các bạn cũng có thể đặt theo cái khung giờ tại quốc gia bạn đang ở luôn. Ví dụ như mình đang ở Hồ Chí Minh thì mình đặt là UTC cộng 7 xem giờ cho chính xác. Tùy mỗi người. Thì các bạn có thể hiện symbol nè, ở khung này lên xem đây là cặp tiền gì luôn, tắt mở giảm giá high low, giá thấp nhất giá cao nhất trong cái khung giờ đó. Rồi cái phần biến đổi đang biến đổi bao nhiêu phần trăm xem được luôn, indicator title. Ví dụ như chuyện gì nhỉ, chuyện một cái William the Man. William the Man này nó đang lót đây. Đó. Bật tắt indicator, argument xem thuộc tính luôn, và indicator value nó cho phép bạn xem luôn cái giá trị của cái indicator đấy đang là như thế nào, background luôn, path test. Rồi, đó là phần scale. Scale này thường các bạn cứ để mặc định đi, đừng có biến tấu chi nhiều, nó cũng không có tác dụng gì mấy. Phần này là phần về giao diện. Ở đây đang là background, nó đang là đường tối. Nếu có một số bạn thì không thích cái dạng lưới á, thì các bạn có thể vào đây nè, chọn opacity của nó thành không. Đây, nó sẽ tự động mất cái đường line đứng. Ở đây thì nó sẽ mất luôn cái đường line ngang. Đó, chúng ta sẽ không có hình dạng lưới nữa. Đó, các bạn sẽ không phải thấy được cái đường lưới. Phần này là phần test thôi. Test này đây, nó sẽ hiện ra màu trắng ở đây. Màu đỏ thì nó hiện ra màu đỏ. Trắng thì nó hiện ra màu trắng. Cái này là cái phần này, phần rod hair này là đường này nè. Cái đường hình chữ nhật. Đấy là hình tăng hình dấu cộng mà các bạn đang nhìn ở đây. Cái phần qua tầm mát đó là cái phần đánh dấu chữ ký. Đây. Đây, nó sẽ đánh dấu cho các bạn thấy rằng là đây là USD BTC trên USDT ở khung là 1 giờ, 60 đó là tương ứng với 60 phút là 1 giờ. Tắt phần top margin với bottom margin với lại right margin, đó là cái phần mà các bạn dùng để căn chỉnh phần trăm cái khung viền này nè, khung viền xung quanh cái biểu đồ chart của các bạn. Phần trading nó show ra cho các bạn thấy là vị trí, hoặc là show cái phần order đó, show buy sell banner nè. Có nhiều bạn mới lần đầu tiên cài vào ấy, nó thì sẽ có nút buy sell đây, các bạn muốn tắt nó đi vậy cũng không cần dùng đến, mình không có liên kết với cái sàn của mình ở trên này, tắt nó đi cho nó rộng. Thì vào cái mục đây, phần trading, show buy sell banner, tắt nó đi. Đây là phần lực. Thì đối với một cái tài khoản mới tạo thì nó cũng sẽ hiện ra các phần lực kinh tế cho các bạn. Và nếu bạn nào không muốn xem cái lực kinh tế thì các bạn có thể tắt tắt ở đây. Cứ việc tắt nhìn cho nó rộng rãi thoải mái để chi cho nó rợp rầm rà. Thì như vậy là mình đã tổng quan sơ lược về một cái Trading View, một cái nền tảng cho giúp cho các bạn phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể tham khảo. Thì hầu như mọi trader lớn thì họ đều dùng Trading View để phân tích, tại vì nó cũng giao diện thân thiện với người dùng, cũng chứa nhiều indicator thoải mái, nhiều indicator. Ngoài ra thì bên mình còn có cả nhóm Tele và cái nhóm
Facebook group, thì ở đó các bạn có thể trao đổi tâm sự cũng như là kênh website cũng có kiến thức cho người mới. Đây là cái tele. Đâu nhỉ? Đây là một phần Telegram của group nè. Đó, các bạn có thể xem, đọc. Hoặc là bên này đó là cái fanpage, cái Facebook group và team. Thì hầu như mọi người sẽ chia sẻ trên đây. Đó, quan tâm gì thì các bạn cứ lên đây. Ngoài ra thì cứ vào kênh Tele của team thì sẽ được support, hỗ trợ. Group mình thì cũng có cả group về margin. Đó, mọi người bàn luận liên tục thì mình sẽ để tên của các này, những cái kênh này ở dưới phần mô tả cho các bạn để các bạn có thể xem nhé. Rồi, thì sơ lược về TradingView là vậy. Thì qua cái clip này hy vọng Market Crypto Group sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bước cơ bản để các bạn sử dụng TradingView một cách thuần thục. Mình xin chào tạm biệt các bạn tại đây.